Toàn thể anh em 700 đêm ha. Thì hôm nay Thanh Tâm gà lứ anh em ơi, gà hơi sớm chút xíu tranh thủ quay clip. Thì đồng của anh Tâm hiện tại bên này thì đồng đốt anh em ha. Thì bên này bữa nay thêm một cái đàn vịt hãng này không biết làm sao luôn anh em ơi. Có anh em nào mà quánh mà vịt kêu âm sùm mà chim đi không? Chứ anh Tâm thấy bữa nay bơm nước im im nè. Bơm nước vô thấy có nước rồi không biết chích nó có rớt không đây. Anh Tâm thì đêm nay sẽ quánh con chích với cúm núm với con quắt luôn anh em ha. Nhưng mà không biết tình hình nó như thế nào anh em ơi. Hôm nay sẵn đây anh Tâm cũng test máy giùm anh ở anh Dự ở Long An ha. Anh Dự ở Long An ở Cần Giuộc Long An. Hôm nay anh Tâm sẽ test máy giùm ảnh luôn. Anh kêu thông thẳng từ từ gửi test máy quay clip cho coi chơi với. Thì hôm nay Thanh Tâm sẽ bỏ cái máy cũ nhà hết, Thanh Tâm lấy cái máy của anh đi quánh luôn. Hôm nay quánh máy mới luôn anh em ơi. Mà không biết tình hình chim chóc đi như thế nào đây. Hiện tại thì giờ này thì đang gió chướng luôn anh em. Gió bữa nay là thấy hơi bị chết chết rồi đó. Chứ mùa này là mùa gió nam thì anh em cũng biết rồi. Còn mà gặp mà gió chướng chướng này không biết sao đi. Chướng ướng này thua nữa nè. Biết tình hình thì chim chóc bên Thanh Tâm hôm năm nay á, chim nó rất là kém luôn anh em. Còn nhiều ở vùng khác anh em, tại năm nay ít mưa đó anh em, nên là con chim nó về bên Tâm kém với lắm, kém luôn. Mỗi năm thì cái tháng 3 này anh Tâm quánh có lý lắm, nhưng mà thường thường là lúa bà con người ta xạ nè, nên là lúc đó anh Tâm quánh mấy chúng. Có nghĩa là người ta bơm vô lúa tầm khoảng 10 ngày mười mấy ngày đó, thì người ta có bơm nước rồi con chim nó cũng biết là có chỗ núp chỗ ấy rồi nó mới về anh em. Còn hiện tại thì năm nay hạn hán quá nên là cái đồng nó khô chát quá đi. Đất không Tâm thì khu vực này thì đất gò nên là đồng khô chát quá, con chim về rất là kém anh em ơi. Năm nay không thấy chim chóc gì chớp hết trơn. Năm rồi còn có bãi sen, còn có chỗ dựa đồng, còn có chim quánh lai gai. Năm nay bãi sen người ta quỷ ra anh em, ta quỷ ra người ta làm ruộng, thì cái đầu đồng cắt lúa rồi đồng nó trống hết, cái đầu nó dạt về những vườn, những vuông chỗ dùng đất chủng là con chim nó tạt gì đó hết. Nên là bên Thanh Tâm năm nay chim đi rất là kém. Mà hiện tại thì gió, thời tiết cũng rất là xấu luôn. Hôm nay thì Thanh Tâm quánh tổng hợp luôn em, hai máy gà, hai máy chích, quái quắt luôn. Này em tép máy xong rồi gửi đi cho anh em luôn ha. Thì anh ở anh Dự ở Long An thì anh cũng dặn hai máy trắng, một máy đen. Anh Tâm cũng có dán tem hết rồi mà chưa có để ngày thôi. Bây giờ để anh Tâm test xong rồi mai mốt anh Tâm sẽ gửi đi cho ảnh. Ảnh cũng không chưa có cần gấp, anh để tới 18, 19, 20 mới ra. Nên chưa sẵn đó test máy cho nó ok. Rồi anh Tâm bữa nay cũng mượn máy ảnh anh Tâm làm luôn ha. Hiện tại thì ảnh dặn rồi nhưng mà là chưa gửi đi, ảnh 19, 20 không thắng từ từ gửi. Thì hôm nay anh Tâm mượn máy ra, anh Tâm test máy mới luôn anh em ơi. Lâu quá mới quánh máy mới, toàn là quánh máy cũ không à. Mà không biết tình hình chim chóc đêm nay nó như thế nào luôn anh em ơi. Thì anh Tâm 80m mà anh Tâm bỏ hai lô núm đó anh em ha. Một con 15 với con 30 anh em ha. Còn bên này thì Thanh Tâm hai cái chép chích với một cái lô quắt anh em ha. Thì hai cái chép chích thì nó tầm cũng mười mấy mét. Còn cái lô chích này, cái lô quắt này khoảng tầm 7 mét anh em ơi. Thì cách đây là đẳng cũng 5 mét nữa mới đụng cái lô chích anh em ha. Còn bên kia thì hai cái nó đi hơi song song với nhau luôn. Tại vì anh Tâm mới câu dây thêm đó nè, cho nó xa cái lô quắt ra. Con quắt mà nó chịu dễ, nó đâm ngay cái lon này dễ nghe nè nè. Nhưng mà không biết tình hình nó như thế nào đây anh em ơi. Đây, một bầy vịt hãng. Một bầy vịt hãng khủng khiếp. Kêu sùm trời đất ở đầu sào luôn anh em ơi. Thì ở đây nó có nước nè, không biết đêm nay quánh có chích có lý không đây. Hay nước láng láng đẹp quá trời đẹp luôn nè. Cái bãi này thì nó đẹp hơn cái bãi bên nhà Thanh Tâm nhiều rồi. Mà không biết tới bên về bên bãi nhà quánh như thế nào đây anh em ơi. Nhưng mà bãi này Thanh Tâm vẫn quánh luôn anh em ha. Vẫn để lưới luôn. Anh Tâm sẽ di về qua lại anh em, chứ không phải là bỏ bãi này anh em ha. Anh Tâm sẽ thay đổi tay lưới này. Thay đổi tay lưới này nó dài hơn tay này anh em ha. Có thể tay này Thanh Tâm sẽ rút về bên nhà. Tại vì bên nhà Thanh Tâm cũng đó làm hai tay lưới rồi, nhưng mà có điều là chưa có xuống anh em ha. Tại vì một tay nó quá dài đi thì có thể là gần hết cái bờ này luôn anh em.
Thì khi anh Tâm dăng thì anh Tâm sẽ chia sẻ với anh em. Anh Tâm hiện tại thì tay lưới của anh Tâm ở bển là 143m anh em ha. Thì cái bờ này 160-143m anh Tâm quánh cũng ok anh em, còn có 20-30m cũng không đến nổi. Thì con dây á, thì dây viền thì anh Tâm xài dây 140 anh em ha. Thì nhiều anh em hỏi anh Tâm là dây 140 rồi kéo hơn 100m kéo nổi hay không. Thì kéo nổi hay không thì khi mà anh Tâm, chừng nào anh Tâm về bên lưới nhà bển á, thì anh Tâm sẽ chia sẻ cho anh em ha. Thì cứ anh Tâm kéo nó có lên không anh em ha. Thì hiện tại thì dây này là dây 140 mà Thanh Tâm kéo tay này là 80m anh em ha. Cũng còn rất là thẳng anh em ha. Cũng thời gian cũng hơi lâu rồi đó, anh Tâm chưa có kéo dây lại nè. Kéo con dây lại lâu rồi, con dây cũng hơi dùng rồi đó nè. Nó do bị sương gió rồi nó vũ văng đó. Với cả nó cũng muốn dùng rồi, anh Tâm chưa sửa lại nó anh em ơi. Cũng không bao lâu nó cuốn rồi sửa luôn anh em ơi. Cuốn đem cho tay này về bển. Anh Tâm sẽ bỏ tay khác xuống đây. Bỏ tay khác dài hơn anh em ha, cho nó xa xa ra ngoài. Đừng khi tới mùa cúm núm chạy cho nó đã chút anh em ơi. Anh em ta cũng đang đốt đồng khối nghi ngút nghi ngút. Còn cái miếng này thì của ông chú cũng chưa đốt, còn bên kia người ta đốt hết anh em ha. Vòng vòng ở đây người ta cũng đốt sạch sẽ hết trơn rồi. Có cái miếng này vô nước thôi, còn mấy miếng bên kia khô hết anh em ha. Thì mong là đêm nay quánh chích nó sẽ gớt xuống đây. Sáng Thành Tâm sẽ giật nó lên. Mà không biết dịch kêu gần trời đất này không biết nó xuống không đây anh em ơi. Mà lùa trên đó dù gì cũng đỡ hơn tiếng máy dầu anh em. Mà sợ dịch không biết tình hình Thanh Tâm từ nào giờ chưa quánh cái vụ này. Hôm nay quánh nó như thế nào không biết nữa. Cũng có rất là nhiều anh em mới vào nghề. Mới vào nghề chừng 1-2 tháng hoặc là 3-4 tháng nay thôi. Nên là nhiều anh em cứ hỏi Thanh Tâm, điện hỏi Thanh Tâm. Thì sẵn đây Thanh Tâm chia sẻ cho anh em luôn. Nhiều anh em thì cũng biết theo dõi Thanh Tâm lâu rồi cũng biết. Còn những anh em mới á, mới vô mà làm á, chưa biết con chim đi mạnh nhất là cái tháng nào. Thì nói chung á, ở miền Nam mình nó khác, ở miền Bắc khác anh em ha. Ở miền Nam mình thì là đi quanh năm, nhưng mà là tùy theo con anh em ha. Đặc biệt là con chích là nó đi quanh năm anh em ha. Con chích, con quắt hoặc là những như con gà thì nó đi theo thời vụ. Và nó cũng tùy theo cái thời điểm lúa của mọi người xạ nữa anh em ha. Nên nếu anh em nào mà có theo dõi clip của Thanh Tâm thì cũng Thanh Tâm cũng chia sẻ cho anh em rất là nhiều rồi. Còn những anh em mới á, thì Thanh Tâm chia sẻ sơ sơ, rồi những cái nào mà anh em chưa có cái biết thì anh em sẽ quay lại những clip trước, ủng hộ sẵn đó, ủng hộ Thanh Tâm luôn ha, để giúp cái kênh cho ngày hàng càng ngày càng phát triển lên anh em ơi. Trong thời gian ở đây thì cũng có cái nhiều anh em, những cái thành phần xấu như là nói Thanh Tâm là cái kênh lừa đảo. Thì nếu anh em nào mà xem clip của Thanh Tâm từ đầu tới giờ thì hãy cho Thanh Tâm một cái bình luận ở dưới này ha. Không biết là anh đó Thanh nói Thanh Tâm là cái kênh này kênh lừa đảo gì, Thanh Tâm cũng chưa biết mình lừa đảo anh em cái gì luôn anh em ha. Thì anh em nào, nếu anh đó mà có xem được clip này em lừa đảo gì anh hãy nhắn rõ cho em biết ha, hoặc là điện trực tiếp trên số điện thoại cho em ha. Có gì nếu anh em nào cần ủng hộ mua máy Thanh Tâm, Thanh Tâm sẽ để số điện thoại trực tiếp trên cái màn hình hôm nay. Rồi anh em giao lưu trực tiếp với Thanh Tâm rồi buôn bán qua số điện thoại anh em ha. Thanh Tâm chỉ xài một cái số điện thoại và một cái Zalo duy nhất. Còn Thanh Tâm xin nhắc nhở với anh em rằng kênh của Thanh Tâm là không có bán tiếng anh em ha. Nếu anh em nào mà có nhận những cái tiếng mà từ những cái người xa lạ khác, nếu anh em nào mà có bán cho anh em, nếu có cái tiếng đó của Thanh Tâm thì hoặc là của người nào đó thì đừng có để thừa Thanh Tâm bán nha. Thật sự là nếu anh em muốn mua tiếng hoặc là muốn cần tiếng gì đó trao đổi trực tiếp với Thanh Tâm. Mà thật sự ra thì cái kênh của Thanh Tâm lập từ trước tới giờ chưa buôn bán tiếng cho ai ha anh em ha. Thanh Tâm lập cái kênh ra tới giờ chưa có bán cho một anh em nào ngàn nào anh em ha. Chỉ tặng miễn phí cho anh em xài không ha. Còn anh em nào mà quánh có thấy thương cái vụ cà phê cà pháo thì cái đó là chuyện bình thường. Còn buôn bán là Thanh Tâm chưa bán cho anh em ngày nào ha. Hiện tại thì Thanh Tâm có bán máy. Còn nếu anh em nào mà có ủng hộ với Thanh Tâm á, thì hãy điện trực tiếp trên số điện thoại trên màn hình ha. Còn tiếng Tâm thì Thanh Tâm chia sẻ miễn phí cho anh em xài ha. Thì từ lúc mà lập kênh tới giờ thì cũng giản dị anh em ha. Còn nhiều anh em không biết thì vô nói thấy
Thanh Tâm chèn nhạc vô những cái clip mà clip clip tiếng đó nè. Cái đầu là tải không được, cũng có chữ Thanh Tâm luôn. Rồi nhầm anh em thì còn ấy, Thanh Tâm làm YouTube thì nhờ cái quảng cáo để có tiền, mà anh em lại không biết là quảng cáo không rồi sao tải. Như cái đó là cái quảng cáo của YouTube nó chèn anh em ha. Cái YouTube nó chèn, khi anh em tải một cái tiếng chim nào mà không có nhạc á thì cái quảng cáo đó không có anh em ha. Quảng cáo đó là chỉ YouTube chèn vô để cho quảng cáo thôi. Thanh Tâm sống là nhờ cái quảng cáo đó. Nếu anh em nào có thời gian thì cứ xem nhiều cái quảng cáo vô đó, cái đó cũng là ủng hộ Thanh Tâm anh em ha. Chứ cái quảng cáo nếu mà anh em tải tiếng về thì cái quảng cáo không có anh em ha. Anh em không biết cái đầu quay vô chữ quảng cáo sao mà tải về mà xài được. Thật sự cái quảng cáo đó là không có dính ở trong cái bản nhạc, cái bản tiếng chim đó anh em ha. Quảng cáo đó chỉ chèn ngẫu nhiên trong kênh thôi. Bây giờ thì Thanh Tâm cũng chia sẻ với anh em bấy nhiêu đó ha. Thì để quay được cuộc hành trình của tối đêm nay thì Thanh Tâm cũng chưa biết như thế nào, cũng chưa có nói trước được anh em ha. Thì cũng mong là đêm nay nó có kết quả tốt tốt để sáng báo kết quả cho anh em thôi. Chứ giờ này thì Thanh Tâm xin dừng video tại đây. Rồi anh em nào có thắc mắc gì thì gửi cho Thanh Tâm một cái bình luận, hoặc là điện trực tiếp trên số Zalo điện thoại trên màn hình Thanh Tâm để ha. Giờ thì Thanh Tâm nói là chào anh em ha. Hẹn gặp anh em ở kết quả sáng ngày mai anh em ơi. Chào anh em ha. Lưới bắt vịt anh em ơi. Quá trời bầy vịt hãng này rồi. Giờ này kêu gần hết trơn rồi. Sứ sạn sổ lòng rồi. Thua luôn. Đồng khô cỏ chát này là chim không về luôn anh em ơi. Quanh quắt con không thấy đi luôn. Rồi đổi lỡ quanh chích luôn. Được có 3 con chích anh em ơi. Nhiều vùng của anh em bây giờ nó về những cái đồng chim, bây giờ nó di cư về cái vùng có nước, vùng lung chủng, có chàm đồ ở. Còn đây đồng khô có chát giờ chim năm nay không về luôn anh em ơi. Năm nào Thanh Tâm cũng để là lúc ba người ta xả lúa, người ta xả lúa mới có chim. Xả lúa quánh được tới lúa hai mấy 30 ngày đổ lại là rồi đó. Lúc đó là có gà thôi, còn nhiêu là không đi nữa, hết mùa đi nữa rồi. Giờ được 3 chích mồng anh em ơi. Rồi vậy cũng được bữa gạo bữa cháo anh em ơi. Chim năm nay kém quá, nay Thanh Tâm lại nghỉ nữa anh em ơi. Mẹ bệnh rồi Tâm nghỉ nữa, nghỉ một hai bữa cho vợ đi nuôi mẹ, xong rồi mẹ vợ về rồi mới đi quánh nữa anh em ơi. Giờ anh Tâm up video tại đây ha. Chúc anh em một ngày mới an lành vui vẻ anh em ơi. Anh Tâm up video nghe nè.